Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Ủa, ai nói vậy ta? Trời ơi, có con ma nữ nào đứng đó kìa ông. Ai giỡn chứ làm gì con ma. Ông đúng không? Bà ông làm chuyện gì sai trái rồi cô ta về đòi mạng ông đúng không? Tôi làm gì sai trái mà con người tới đòi mạng? Bà nói cái gì vậy? Tôi sống với bà mấy chục năm nay, tánh tình của tôi như thế nào bà không biết hay sao? Vậy tôi nghĩ chắc bà hoang mang vậy thôi chứ không có ai đâu. Có, tôi thấy rõ ràng đứng ngay bụi cây kia kìa. Không có đâu mà làm. Ông nói thiệt gì cho tôi biết đi, ông ra ngoài ông làm cái gì? Rồi bây giờ người ta tới đây người ta đòi mạng. Trời ơi, tôi đã nói với bà rồi, tôi không bao giờ dám làm cái điều gì ở ngoài có lỗi với bà hết trơn hết trọi á. Bà phải tin tôi mới được. À, mà thằng Lượng con mình nó đâu rồi? Nó đang đọc sách ở trong phòng á. Cái chuyện gì rồi có hay không mình không biết, nhưng mà bà đừng có nói chuyện này cho con mình nó biết nghe chưa. Đừng để cho nó hoang mang, để nó tập trung nó học nghe chưa. Tôi biết rồi. Ngon dữ không thiếu gia? Ngon. Dạ, cô nương xinh đẹp. Ngoan. Ngoan nằm trong vòng tay của Lý Lượng, rồi làm cho Lý Lượng này vui thì nàng muốn cái gì á thì nàng được hết cái đó. Xin công tử hãy cẩn trọng, tôi chỉ hầu rượu chứ không bán thân. Nghe nói vậy không bán nghe thân. Nói gì không? Không bán thân. Tiếc cho cô nương quá. Một khi Lý Lượng này đã muốn rồi thì không có gì thoát khỏi tay Lý Lượng này hết. Cho nên làm cho Lý Lượng này vui vẻ đi. Còn nếu như mà không có tự nguyện á thì tội nghiệp mà nghe. Cái này là ép tao. Đừng mà công tử, bỏ ra. Hôm nay đi tủ quán này cậu thấy làm sao? Chứ con là con thấy mấy cô đó ngon lắm cậu. Rồi sao nữa? Rồi chừng nào tới con mới được giống cậu hả? Con được giống cậu á. Cậu á. Ừ? Thì cậu cũng thương mày. Ừ. Cậu hiểu được ước mơ của mày. Ừ. Kiếp sau dạ. Nha. Lâu dữ vậy. Kiếp sau lận hả? Con thấy cậu đi hoài luôn mà. Trả mạng cho ta. Cậu ơi, sao trời nắng mà tự nhiên có con gió gì lạnh ngắt vậy cậu? Thanh Mai, mau theo ta về địa phủ báo danh. Cậu ơi, trời nắng mà sao con thấy con gió này nó lạnh kỳ kỳ á cậu ơi? Cậu cũng thấy à? Con thấy ớn lạnh trong người quá. Kỳ lắm á cậu ơi. Không ấy. Thôi mình về cậu đi ơi. Con. Ông bà Lý chỉ là một con ma nữ thấp kém mà cũng làm phiền tới ta. Nhưng mà cũng may vì sự an toàn cho gia đình ông bà, cũng như là vì sự an toàn cho nhân gian, nên hôm nay ta sẽ cố gắng làm hết sức để tiêu diệt con ma nữ này. Bà la. Con ma nữ này, chưa gì mà ta thấy sức mạnh của ngươi cũng lớn đó nha. Hôm nay ta sẽ dùng hết sức bình sinh của ta sẽ tiêu diệt ngươi. Bà là Thiên Linh Linh, Đệ Linh Linh, ma nữ mau hiện thân. Bà ơi, bà ơi, cái gì vậy bà? Ma nữ khốn hồn
thì cô biến đi nơi khác. Nếu không ta sẽ đánh cô hồn bay phách tán. Đạo sĩ thúi, khôn hồn thì biến khỏi đây, nếu không thì đừng trách ta. Ông ơi, ông ơi. Nè 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 nè, cô có làm ai không vậy? Cô có làm không vậy? Đi, 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 đi. Ông ơi, ông ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó đâu mất rồi? Nó đâu rồi? Nó làm tôi sợ quá bà ơi. Sợ quá. May quá, may mà có Bồ Tát, chứ không là tôi với ông chắc chết rồi quá. Bà ơi, hình như là nó có lầm ai không? Chứ vợ chồng mình đâu làm gì mít lòng với cô ta đâu. Sao tự nhiên cô ta lại tới đây để đòi mạng mình? Nhưng mà tại sao cô ta lại cứ lại đây xong rồi đòi mạng vợ chồng mình vậy? Tôi với ông có biết cô ta là ai đâu. Tôi không hiểu, bây giờ làm sao? Làm sao đây bà ơi? Bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình phải tìm ra nguyên nhân, coi là chuyện gì đang xảy ra rồi mình mới chấn được con ma nữ đó. Con tới nữa thì bà ơi. Thanh Mai, hôm nay cô đừng mong thoát khỏi tay ta. Mau theo ta về địa phủ. Phán quan à, tôi không thể xuống âm ty báo danh được. To gan. Mọi hồn ma sau khi chết đều phải về đó để báo danh. Tôi biết, nhưng mà tôi chết rất oan ức, tôi không cam lòng. Tôi phải để kẻ thù của tôi trả giá, sau đó tôi sẽ xuống địa phủ nhận tội. Thanh Mai, mọi vật trên đời đều có luật nhân quả, ngươi đừng cố chấp mà tự hại thân. Mau theo ta về. Không, tôi không đi. Cứu tôi với. Tạ ơn thần hoàng đã che chở, có cơ hội tôi sẽ đền đáp ngài. Ta cũng chỉ có thể giúp cô được như vậy thôi. Còn có thể giải trừ oán hận trong cô hay không, đó còn tùy thuộc vào số mệnh của cô nữa. Nè ông kia, sao tự nhiên ông lại ngồi trước cửa nhà tôi? Ông ơi, tôi đói quá. Ông có cơm cho tôi xin ít, tôi đói dữ lắm ông ơi. Được rồi, chờ tôi chút. Gia đình. Dạ. Chuẩn bị cho ông một bữa cơm nha. Xin mời ông vô trong nhà tôi dùng một bữa cơm. Đa tạ ông. À, xin mời ông. Ông tốt bụng quá. À, dạ. Đi đi. Mời ông. Ngon quá ông à. Cứ ăn tự nhiên nha. Ở trong nhà còn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Ông tốt bụng quá. Không có gì. Còn quá ông ơi. Ừ. Tôi làm miếng này nữa ông ha. Đa tạ ông. Không có gì, bây giờ tôi nói như thế này, sau này đừng có ngại. Dạ. Hôm nào cảm thấy mà đói bụng cứ việc đến ngay nhà của tôi, cứ tự nhiên. Dạ. Đừng ngại nghe chưa. Để đáp lại tấm lòng của ông, tôi sẽ tặng cho ông hai báu vật. Ông tặng cho tôi hai báu vật? Đúng. Là cái gì? Đây, ông hãy treo tấm kiến này trước cổng nhà. Yêu ma không bao giờ dám vào nhà và bén mảng tới nhà ông. Treo cái này trước cửa nhà? Dạ. Là yêu ma không bao giờ dám tới nhà của mình. Còn đây, đây là sâu chuỗi. Ông cứ mang theo bên mình, nó sẽ giúp ông tránh nạn tai. Ông ta là ai mà sao lại biết? Ông lão ơi, ông lão à, ông lão ơi. Ủa, đi đâu mất tiêu rồi ta? Mới đây mà. Ông gọi ai vậy?
một người khách rất là quan trọng. Tôi có thấy ai đâu. Mà tay của ông đang cầm cái gì vậy? Quên nữa, cái này là cái kiến trừ yêu. Bà treo cái kiến này trước cửa nhà mình thì yêu ma không bao giờ dám bén mảng tới nhà của mình. Còn đây nữa, đây là sợi sâu chuỗi. Coi như là bà đưa cái dây này cho thằng Lý Lượng con mình nó đeo vô người nó, là nó tránh được tà ma, yêu quái không bao giờ dám quấy nhiễu nó. Nhưng sao ông lại có cái này? Cái này là của một người khách rất đặc biệt tặng cho tôi. Vậy sao ông không giữ cái người khách đặc biệt đó lại để trị con yêu nữ đó luôn? Tôi vừa tính nói là tại sao ông lại tặng cho tôi mấy món này, tôi vừa quay qua cái ông biến mất tiêu, giống như là ông có phép thần thông vậy đó bà. Trời ơi, coi như nó lẹ lắm, coi như là ông đi nhẹ hửng luôn, không biết đi bằng cách nào luôn á. Có nhiều đó mà ông cũng không làm được. Tôi cũng muốn giữ ông lại lắm chứ mà giữ không được. Chán quá. Sao chán? Có chỗ nào đi chơi thú vị không? Hay là mình đi vô cái tủ lầu hôm bữa đi. Thiếu gia, con thấy mấy cô nương ở trọng thiếu gia thích à? Ta chán lắm rồi. Ta chỉ thích cái mới thôi. Vậy cái mới của thiếu gia là như thế nào? Ta chỉ thích thiếu nữ trong trắng và phải có chút ngây thơ. Con đang ở trong phòng hả con trai? Dạ. Con đang học hả? Dạ đúng rồi thưa cha. Để cha mẹ vô thăm con chút xíu được không? Dạ được. Con trai đang học bài hả? Dạ, cha mẹ. Tôi đoán với ông á, chắc chắn lần này con trai của mình nó sẽ đạt bảng vàng cho coi. Đàn ông con trai thì phải vậy chứ, phải lấy sự nghiệp công danh của mình làm trọng chứ, đúng không? Có như vậy thì tương lai nó mới rộng sáng, có đúng không con trai? Dạo này mẹ thấy con ham học quá, chắc là con mệt mỏi lắm đúng không? Hay là con ra ngoài chơi đi? Đúng rồi, mẹ con nói đúng đó, thư giãn chút xíu đi con. Cha mẹ à, không cần nghỉ ngơi đâu. Thật ra là con muốn làm sao cố gắng học hành cho chăm chỉ, để cái ngày mà con đạt được công danh á, sớm nhất có thể, để cho lúc đó cha mẹ sẽ đỡ cực khổ hơn. Ngoan. Giỏi, ngoan. Dạ. Nè, đeo cái này vô cho mẹ. Sao phải đeo cái này mẹ? Đeo vô để trừ tà giải hạn, giải xui rủi trừ ma nữa. Trời đất ơi, mạng của Lý Lượng này nè, cao lắm, không có ma quỷ nào nó hại được con đâu mẹ, an tâm. Nghe lời mẹ, đeo vô. Tại vì con á là con trai duy nhất của cha mẹ, con có chuyện gì sao cha mẹ sống nổi, đúng không ông? Đúng rồi, con không được ý kiến ý cò gì hết trơ trọi. Mẹ con kêu đeo vô thì con cứ đeo vô đi, có cái gì đâu mà con phải ý kiến ý cò ha? Nhưng mà... Đeo vô. Đeo vô. Dạ, con đeo. Nhớ là không có được tháo ra, trừ lúc đi tắm nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi thưa mẹ. Thôi được rồi, cha mẹ thăm con chút xíu vậy là yên tâm rồi ha. Dạ. Bây giờ nghe nè, học thì học, nhưng nhớ phải ráng giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Dạ, con sẽ luôn luôn ghi nhớ lời của cha. Thôi cha mẹ về phòng ha. Dạ. Cha mẹ nghỉ ngơi sớm. Ngoan con trai. Dạ. Ông bà đi rồi. Vậy bây giờ còn đợi cái gì nữa? Đi thưa gia. Đi. Đi đâu vậy cô nương? Chào cô nương. Chẳng hay cô muốn đi đâu có một mình vậy? Dạ, xin lỗi, chúng ta không quen biết nhau. Xin công tử tránh đường cho tôi đi. Tránh rồi đó. Tránh rồi nè. Hồi nãy là mình chưa có quen, còn bây giờ thì mình quen được không em? Xin công tử hãy tự trọng. Trời ơi. Nếu không tôi la lên đó.
Gì hả? Dì nói gì? Mà nghe nói gì không? Cô nói gì ạ? Tôi la lên đó. Cô la đi. Có ai không? Có. Có ai không? Có. Có ai không? Đúng có rồi, có cậu. Nè, cô nương. Cô nương mới nói gì? La lên hả? Cô la đi. Có ai la. Không? Cô la lớn lên. Có ai không? Có. Cứu tôi. Có lý lượng này tới cứu cô nương. Nghe chưa? Có lý lượng này tới cứu cô nương nè. Có ai không? Cứu tôi với. Hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng. Chào dì Quynh Đài. Chào cô. Quynh đi đâu vậy? Tôi đi mua rượu về. Quynh có thể nói chuyện với ta một xíu được không? Dạ được. Quynh ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Vậy thì mau gỡ cái vật dụng đó xuống cho ta. Vật dụng? Nhanh lên. Tuân lệnh chủ nhân. Ta sẽ cho ngươi chầu Diêm Vương. Con sao vậy con? Làm cái gì mà la lớn quá vậy? Trời ơi, học cái gì mà dữ vậy? Cha đã nói với con rồi. Học thì cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Sao mà lại... Mấy đứa đâu? Gọi thầy Lan. Dạ. Thầy ơi, thầy cứu con trai tôi đi thầy. Kính chào ông bà. Sao rồi thầy? Ấn đường cậu ta đen. Mạch tượng của Lệnh công tử rất là kỳ lạ. E rằng... tôi không thể cứu chữa được. Thầy ơi, thầy cứu con trai tôi đi thầy. Thầy hãy cứu con trai của tôi đi thầy. Xin lỗi ông bà. Thầy, ông ơi. Tôi cầu xin thầy hãy cứu con trai của tôi đi thầy. Ông ơi, con ơi, tỉnh lại đi. Nó đang khỏe mạnh như vậy mà ông ơi. Tại sao nói là nó có cái bệnh lạ? Nhức đầu quá, nhức đầu quá. Con đừng làm cha sợ mà con đừng làm cha sợ mà con ơi, con đừng làm cha sợ mà con ơi.
con. Bình tĩnh lại con, bình tĩnh lại. Đừng con ơi. Con cầu xin ngài hãy cứu con của con, ngài ơi. Cô ta trở lại rồi. Tại sao cô ta lại trở lại nhà mình nữa vậy? Cô muốn gì? Ta muốn lấy mạng của ngươi. Tôi xin cô, tôi xin cô hãy tha cho con trai của tôi. Con tôi nó phạm tội gì mà cô đòi lấy mạng nó? Muốn giết hả? Đợi xíu ơi. Con đang nói cái con gì ơi, vậy? Đừng mà. Con đang nói cái gì vậy đừng con? Đừng làm vậy mà. Chết là à, cô đừng nói cái gì vậy? Vậy nữa. Đừng, đừng như vậy chết. Mà. Tôi chết. Đừng, đừng như vậy con ơi. Tôi cầu tôi chết. Ta sẽ không tỏa nguyện. Ông lão, ông chính là cao nhân. Xin ông hãy cứu giùm con trai của tôi đi ông lão. Tôi xin ông hãy cứu con trai tôi. Ông cứ yên tâm. Muốn tháo chuông phải tìm người buộc. Còn cậu, nếu cậu muốn sống, cậu hãy khai hết sự thật những việc sai trái mà cậu đã làm đi. Em. Nè, anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Làm gì vậy? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi. Rồi xong. Thích hả? Chưa đủ luôn hả? Vậy ha, coi như mình chưa từng gặp nhau. Khó quá thì cho đó. Mày đúng là thằng xuất sanh. Tại sao mày lại làm ra cái chuyện tày đình như vậy? Tại sao mày có thể giết người ta hả? Thì ra bấy lâu nay cô gái đó tìm tới nhà này là mẹ. Tất cả là cũng tại mày. Trời ơi con ơi, sao con lại hư như vậy? Trời ơi. Cha ơi, con biết lỗi rồi. Cha cứu con đi cha ơi. Trời ơi. Cha cứu con đi cha. Con biết lỗi rồi. Làm sao cứu? Làm sao cứu đây? Cha rất muốn cứu nhưng làm sao cứu đây? Cha nói cho mày biết, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất. Mày phải ra ngay trước mộ của cô ấy. Mày lại lục mình xin lỗi cô ấy. Và mày phải hứa với cô ấy là mày sẽ lo cho gia đình người ta tới hơi thở cuối cùng của mày. Nếu như cô ta chấp nhận mà tha lỗi cho mày thì đó là cái phước của mày. Còn nếu mà cô ta không chấp nhận tha lỗi cho mày thì tao cũng đành phải chịu thôi, chứ làm sao mà cứu được mày đây hả? Con ơi là con, sao mày dại quá vậy? Đừng ra mộ hả? Ra mộ. Cô Thanh Mai ơi, ngày trước tôi trót gây nông nổi, tôi đã gây ra tội lỗi lớn cho cô, làm cho cô uất hận mà chết. Cô ơi,
Tôi biết lỗi của tôi rồi. Cô tha cho tôi đi cô. Cô đừng có hành tôi như vậy nữa. Cô tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi. Cô ơi. Cô ơi. Tôi sẽ lo chu toàn phần đời còn lại của cha cô. Cô ơi. Đừng làm như vậy nữa. Tôi tạ ơn cô. Cô Mai à. Cô hãy tha thứ cho đứa con tội lỗi này của tôi. Tôi hứa sẽ làm trai đàng cầu siêu cho cô mà. Cô ơi. Cô Mai. Tôi biết là con trai của tôi. Nó đã gây ra tội ác tày đình. Không có thể nào mà tha thứ được. Nhưng tôi cầu xin cô mở lòng từ bi. Cũng vì thương hai vợ chồng già của tôi mà cô hãy tha lỗi cho nó. Vợ chồng tôi sẽ lập trai đàn để cầu siêu cho cô đó cô Mai. Cô Mai ơi, cô Mai. Cô Mai, cô Mai ơi. Cô Mai, cô Mai. Tôi là ai cô? Tôi là ai cô hãy tha cho con trai của tôi. Tôi là ai cô? Hai ông bà biết thương xót cho con của mình. Còn cha tôi thì sao? Đừng làm vậy cô. Hắn là một kẻ độc ác, háo sắc, để lại trên đời chỉ mang lại nhục nhã cho ông bà thôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Tôi sẽ bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Chào ngài phán quan. Thần quan, tại sao hôm trước ông lại giúp ma nữ bỏ chạy? Ông có biết làm vậy là phạm vào luật trời hay không? Ta biết chứ. Biết mà ông vẫn làm. Ta thấy chấp niệm của ma nữ Thanh Mai kia còn quá nặng, chưa giải trừ hết được. Vì vậy mà cô ấy không chịu xuống âm phủ để mà báo danh. Ta làm như vậy cũng chỉ để giảm bớt chút oán hận trong cô ấy mà thôi. Tinh trượng có biến. Chết rồi. Chuyện gì vậy phán quan? Ma nữ Thanh Mai đang có ý định giết chết Lý Lượng. Ông có biết giờ họ đang ở đâu không? Được rồi, xin mời ngài hãy theo tôi. Thanh Mai ơi, tôi xin cô hãy tha thứ cho con của tôi. Cô giết tôi đi. Tôi tự nguyện mà cô hãy giết tôi đi. Ngài là thần quan hả? Đúng vậy. Thanh Mai, cô đừng tạo thêm oan nghiệt nữa. Tôi trả thù thì có gì là sai chứ? Thanh Mai, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu cô muốn biết tại sao kiếp này lại bị như vậy thì hãy xem đây. Kiếp trước cô là một địa chủ, Lý Lượng là một cô thôn nữ. Cô đã đem lòng yêu Lý Lượng nhưng bị từ chối và còn bị miệt thị. Trong cơn tức giận, cô tính cưỡng bức Lý Lượng nhưng lại lỡ tay làm chết y. Tiền kiếp cô nợ Lý Lượng nên kiếp này phải trả. Nếu mà cô cứ tạo oan nghiệp như vậy thì buộc kiếp sau phải trả thôi. Chẳng lẽ cô buộc mình chịu kiếp dây trả như vậy mãi sao? Nhưng hắn ta chỉ toàn làm những chuyện độc ác, không chỉ với riêng tôi mà còn với các cô gái khác nữa. Cứ để hắn sống ung dung như vậy sao? Thanh Mai, chuyện này đã có triều đình lo liệu, không đến phiên của ngươi. Bây giờ chúng ta đi. Mấy người kia đâu mất tiêu rồi? Con nhức đầu hả mẹ ơi? Người đâu? Người ở tửu lầu đã tố cáo ngươi có liên quan tới vụ cưỡng bức. Lính, giải nó đi. Không. Đi. Cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Đi. Tại sao lại bắt con tôi? Mấy người làm cái gì vậy? Con tôi nó có tội gì chứ? Con tôi nó tội gì? Con tôi nó tội gì? Trả lời cho tôi biết đi. Trả lời cho tôi biết đi. Con tôi nó tội gì? Cha con... mẹ, nghiệp này con tạo ra, hình phạt này đối với con là thích đáng. Cha mẹ à, ở nhà bảo trọng. Con mình nó đã gây ra tội tày đình, bây giờ nó bị đài biệt xứ. Tôi với bà, hai cái thân già này phải sống như thế nào đây hả bà?
Cha mẹ cứu con đi. Tôi đi. Trả lại con cho tôi đi mà. Đi nhanh lên. Trả con tôi lại đi mà. Hắn đã gây ra nhiều tội ác, cưỡng bức con gái nhà lành, nên bây giờ hắn phải chịu cực hình và bị lưu đày khổ sai. Đó là cái giá mà hắn xứng đáng phải nhận cho những tội lỗi mà hắn đã gây ra. Chúng ta đi thôi. Sao không có cái gì hết trơn vậy? Ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Có nghĩa là nếu như viên ngọc mà không được mài dũa thì chỉ là một viên đá thô, không sáng, không đẹp, không có giá trị. Người ta cũng vậy. Nếu như con người mà không có học, không có tri thức thì người đó như thế nào? Là một con người vô dụng. Chính vì vậy mà có câu ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Các con hiểu dạ, chưa? Hiểu. Đọc lại. Ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Mẹ ơi, đậu về rồi. Con về rồi đó hả? Dạ. Cực cho con trai của mẫu thân quá. Con giỏi quá nè. Đưa đây, con mệt rồi đó. Bây giờ con cứ ngồi nghỉ đi. Để mẫu thân xuống bếp nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học. Thằng đậu da keo kìa. Leo leo leo. Thằng đậu nhà heo. Thằng đậu da keo. Thằng đậu da keo. Thôi tụi mình đi chơi tiếp đi tụi bay. Leo leo. Thằng đậu nhà keo. Nhiều khoai lang và rau muống nữa, đủ cho gia đình mình ăn tới chiều lận.
Con trai của mẫu thân giỏi lắm nghe. À, nếu vậy thì để mẫu thân xuống bếp làm cá kho, sáng mai mẫu thân với con cùng ăn ha. Dạ. Nè con. Dạ, dạ con chào thầy. Con thích học lắm hả? Dạ, con thích học lắm. Nhưng mà nhà con không có đủ bạc, nên là con mới đứng đây, con nghe lén thầy giảng bài. Kể từ hôm nay á, con không cần phải nghe lén nữa. Nghe, vào trong lớp học đàng hoàng. Đi, đi theo thầy. Dạ. Con ngồi đây đi. Dạ. Đây, cái này là dạ, thầy cho con. Cái này là sao vậy thầy? Thầy cho con. Bắt đầu từ ngày mai, con không cần phải lấp ló bên ngoài nữa. Cứ vào trong đây mà ngồi học. Nhưng mà nghe thầy dặn nè, con đợi khi nào mà các bạn về hết rồi á, con hãy vô đây ngồi học, thầy sẽ dạy cho con, nghe không? Dạ thưa thầy, nhưng mà nhà con không có bạc thầy. Con cứ nghe lời thầy. Con chỉ cần về nói với mẫu thân con là xin mẫu thân con hãy cho con đi học là được rồi. Thầy sẽ không lấy ngân lượng của con đâu. Dạ, dạ con đợi ông thầy. Con đợi ông thầy. Con cầm đi. Dạ. Mẫu thân ơi, thầy lên chín rồi nè. Đâu, để mẫu thân coi coi nè. Cái thằng nó khét luôn rồi nè. Dạ. Để mẫu thân lột cho nha. Nóng không mẫu thân? Nóng chứ. Ôi dạ. Ngon quá nè. Mẫu thân ơi, ừ? Hôm nay con nghe thầy đồ giảng bài hay lắm luôn á mẫu thân. Con nghe giảng gì mà hay vậy? Thì thầy giảng là nếu muốn nên người á thì phải học từ bạn bè nè, học từ thầy đồ nữa, còn phải học từ nghịch cảnh nữa đó mẫu thân. Con nè, mẫu thân đã để cho con thua sút bạn bè, con có giận mẫu thân không? Con đâu có giận mẫu thân đâu, mẫu thân là người thương con nhất mà. Chết rồi, dơ rồi. Mẫu thân nói con nghe, ngày mai mẫu thân đi chợ về, rồi sẽ đi gánh nước, rồi mẫu thân sẽ đi giặt đồ thuê bên nhà ông bá hộ phú. Để mẫu thân làm có bạc rồi đó, rồi sẽ mua sách vở cho con vô lớp học với thầy đồ và các bạn nha. Thôi mẫu thân đừng có đi gánh nước. Bữa trước người đi gánh nước người té, rồi người nằm mấy ngày luôn. Con thương mẫu thân lắm. Con không cần học, học thầy đồ đâu. Con nghe lén thầy giảng bài là được rồi. Thôi đi ông tướng à, để mẫu thân sẽ ráng làm, rồi ráng dành dụm, thế nào con cũng sẽ được đi học với thầy thôi à. Nè, dạ. Bây giờ mẫu thân với con ăn hết củ khoai này, rồi mình đi ngủ nha. Dạ. Ăn đi, coi chừng nóng đó. Dạ. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Bây giờ thầy đọc con viết nghe. Dạ. Công cha như núi Thái Sơn. Con viết xong rồi thầy. Như vậy là các con đã tập trung đầy đủ rồi.
Hôm nay làng tổ chức một cuộc thi. Mỗi năm thi một lần. Thầy sẽ ra đề tài, các con hãy nghe cho kỹ. Sau đó rồi hãy viết lên tờ giấy để trước mặt mình. Ai là người viết đúng nhất, hay nhất thì sẽ có được một phần thưởng. Thưởng gì vậy thầy? Phần thưởng sẽ là một con gà mái dầu. Trời ơi, tưởng gì, chứ gà mái dầu nhà tôi có đầy. Cái món đó nhà tôi ăn muốn phát ngán luôn, ai mà thèm. Bây giờ các con hãy nghe cho kỹ. Đề thi này nói về một câu thành ngữ. Câu thành ngữ đó nói về sự thành công, là nói về một viên ngọc. Nếu không được mài dũa thì viên ngọc sẽ không bao giờ được sáng, sẽ không bao giờ trở thành viên ngọc quý được. Nói về một con người, nếu như không trải qua nhiều thất bại, không trải qua những nghịch cảnh, thì không bao giờ hiểu được lý lẽ của cuộc sống. Các con nghe rõ chưa? Dạ rồi. Rồi bây giờ các con bắt đầu viết lên tờ giấy trước mặt của mình đi. Như vậy là cuộc thi đã kết thúc. Bây giờ thầy sẽ đọc bài thi của các trò. Đây là bài thi của Nhất Anh. Nhất Anh đâu? Đứng lên coi. Dạ, thầy cứu con. Con viết gì mà dối quá? Con viết gì mà thầy đọc không ra vậy? Hả? Chữ này là chữ gì? Rồi, ngồi xuống đi. Ráng viết chữ cho rõ ràng nghe. Dạ. Ráng gọi chữ để được điểm cao nghe không? Còn đây là bài của cậu Hai Kiệm. Rất là hay. Hay lắm. Chỉ mới câu đầu thôi thì đã thấy hay rồi. Ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc mà không mài dũa thì không bao giờ sáng được. Câu thứ hai: người giàu nói gì cũng có lý. Hay quá. Con học vậy đó hả con? Thôi được rồi, bây giờ xin mời các vị chức sắc cùng với tất cả các trò đi theo thầy ra đây xem. Dạ, xin mời thầy. Đi theo thầy. Các trò mau lên. Xin mời các vị. Con chào thầy. Các vị hãy đến gần hơn đi. Rồi các con nghe nè, các con đọc theo thầy nghe. Ngọc bất trác, bất thành khí. Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lý. Nhân bất học, bất tri lý. Đúng rồi, đây là câu thành ngữ, cũng là đáp án đúng nhất. Mặc dù là trò này không có chính thức thi, nhưng trò xứng đáng được nhận phần thưởng là con gà mái dầu. Phải đó. Dạ đa tạ thầy. Rồi xong, coi như bây giờ là giải tán. Tặng cho ngươi con gà mái dầu. Dạ, lãnh con gà mái dầu ở đâu vậy? Đây trước á. Dạ. Về con. Cái thằng đậu hay quá. Con ráng học như trò đậu nghe. Giỏi lắm. Trả lời cho phụ thân biết, vậy là sao? Dạ con. Bữa nay thầy đồ gặp ta,
Thầy đồ nói với ta, con rất là ham chơi, không có chịu học hành. Con cùng với con trai của ông Cả Thịnh là hai đứa học dở nhất trong cái lớp của thầy đồ đó, con nghe rõ chưa? Dạ tại tụi nó rủ con. Rủ cái gì? Thấy con người ta mắc ham, mới sáng sớm hái rau, bắt cua, mò ốc. Còn con của nhà này chỉ có mỗi chuyện học, mà học không xong nữa là sao vậy hả con? Phụ thân nói cho con biết, bắt đầu từ hôm nay, nếu ta còn nghe thầy đồ máng vốn vì con một lần nữa thì con không xong với ta đâu, con nghe rõ chưa? Dạ nghe. Mày đâu? Dạ. Lấy rồi cho ta. Dạ. Cha, đừng có đánh mà. Cha. Ta chưa đánh mà. Nằm xuống. Dạ đây ông. À. Ta chưa đánh mà. Đánh nó cho ta. Mày. Đánh nó. Mày. Mạnh lên. Mày. Đánh nữa. Mày. Đánh tiếp đi. Mày. Đánh nhiều vô. Mày. Đúng rồi. Mày biết tội mày chưa? Mà ta tội gì? Cái tội của mày á là nghèo hơn ta, mà học giỏi hơn ta. Linh, phụ thân ta á, hãy lấy mày ra để mà so sánh với ta á. Nghèo mà ham học, mày được hiểu chưa? Hiểu rồi. Nhắc lại nghe coi. Nghèo mà ham học. Giỏi, theo ta, ta cho ăn bánh. Đi. Mày đừng có ham học. Sân đền. Ngày thời diệt nước đảm đang, tối về giọng giá ngân ngang sân đền. Chờ xíu để món thân coi. Đây, củ này mới chín nè. Coi chừng nóng. Nè, con đã tạo món thân. Dạ, nóng quá. Coi chừng đánh nó con. Nè. Ngon không? Dạ, ngon lắm món thân. Đợi chút nha. Mẫu thân ơi,
khoai khét luôn rồi. Thôi, để đó mẫu thân nướng cho. Đây nè. Dạ. Mẫu thân lột rồi nè, con ăn đi. Đi. Ăn mát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi. Ăn cây nào, rào cây nấy. Ăn cây nào, rào cây nấy. Câu thứ hai, ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi. Đọc lại. Ăn bát cơm dẻo, nhớ nẻo đường đi. Các con giỏi lắm. Thôi, thầy cho các con nghỉ. Dạ. Chào các con. Các con về đi. Ê, đi chơi không? Mình chơi đó với nha. Con nào thắng thì được hai hào á. Chơi không? Chơi. Sợ gì không chơi. Chỗ cũ nha. Đi. Con chào thầy. Ủa, sao con không về? Đậu hả? Dạ. Nè, con nói cho thầy biết ý nghĩa của cái câu ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lý. Là ngọc không mài thì không sáng, người không có học thì cũng sẽ không biết chữ. Ừ, giỏi lắm. Quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ừ, con đọc lại cho thầy nghe. Dạ. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ừ. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ừ, con giỏi lắm. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Ừ, được lắm. Quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Ê, hình như tiểu thư Mai Liên đó. À, ai mà được lá trầu của tiểu thơ thành phu quân đúng không? À, đúng rồi. Hình như ai được lá trầu của tiểu thư Mai Liên á thì trở thành phu quân của cô ấy. À, thì ra là vậy đó hả? Hay nhất á. Sao nữa? Nhìn tiểu thơ đẹp quá hả? À, tiểu thơ Mai Liên. Tiểu thơ đẹp quá hả? Công nhận cô ta đẹp thiệt. Không biết làm sao lấy được cô ấy về làm nương tử đây. Đẹp thiệt á. Ờ, bây giờ có cách nào xin được miếng trầu ta? Không biết làm sao để xin được miếng trầu của cổ nữa. Thì đó, ta cũng không biết nữa. Từ từ. Ê, đậu kìa. Hay là mình kêu nó đi lấy miếng trầu về đưa cho tụi mình. Huynh thấy được không? Ừ. Ê, đậu. Dạ. Đi đâu đó? Dạ, đi về. Thì kêu mày, chứ không lẽ tụi tao kêu tụi tao. Nhưng mà hai cậu kêu tôi có chuyện gì không? Nói nghe, bây giờ á. Dạ. Mày làm cho tụi tao một chuyện. Mày làm được, số bạc này sẽ là của mày. Mày có thấy tiểu thư Mai Liên không? Mày làm sao đem được miếng trầu về cho tụi tao, tất cả số bạc này sẽ là của mày. Thiệt hả? Thiệt chứ. Thì mày cứ đi đi. Chịu. Nếu không? Mà mày xin được trầu của cô Mai Liên về đây, hai tụi tao sẽ cho mày hết tất cả số bạc này luôn. Nhiều lắm. Thôi vậy hai cậu hứa nha. Không. Ừ. Không có được nuốt lời ha. Ừ. Không có nuốt lời với mày đâu. Hứa. Mày cứ yên tâm. Đi đi. Nhưng mà ngại ngùng gì nữa, nhanh lên. Lẹ đi. Vậy hai đi cậu đợi chút. Ừ. Trong câu chuyện để coi rồi. Để coi nó làm được gì. Tiểu thơ. Tiểu thơ ơi. Xin tiểu thơ dừng lại. Dừng lại đi. Nè, làm cái gì vậy? Tôi. Ê, tiểu thơ ơi. Thấy chưa? Đã nói với huynh đâu, rồi. Thấy rồi. Nói làm sao mà xin được. Không bao giờ được. Nghèo như nó ai thèm cho. Đúng rồi. Đúng không? Nè, tiểu thơ ơi, tôi chỉ muốn xin trầu thôi à. Trầu gì? Không có trầu cao gì hết á. Không có cho đâu. Ngươi đi chỗ khác đi. Nhưng mà tiểu thơ, thiệt lòng tôi chỉ muốn xin trầu thôi à. Xin tiểu thơ thương tình cho. Tôi chỉ xin miếng trầu thôi à. Tiểu thơ, mặc kệ hắn đi. Ủa, đang làm gì vậy? Ủa, sao kỳ vậy? Coi kìa. Huynh muốn xin trầu đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây,
của huynh đây. Dạ, tôi đã tạ tiểu thơ nghe. Tiểu thơ thiệt là tốt bụng. Sao kỳ vậy? Sao nó hên dữ vậy ta? Thiệt là tức mà. Yên tâm đi, ta sẽ tìm cách khác. Nó không thể nào vượt qua được bàn tay của ta đâu. Đi, cứ chờ khác đó đi. Để lần sau đi. Đi. Cái thằng này sao mà nó hên dữ vậy ta? Vậy mà nó cũng lấy trầu được. Mẫu thân, mẫu thân, con về rồi nè. Con về đó hả? Mẫu thân, con đã nói rồi. Mấy cái chuyện này á, để con làm cho. Mẫu thân đừng có làm nữa. Có gì đâu, là do mẫu thân muốn giúp con một tay đó mà. Dạ, con biết rồi, nhưng mà mẫu thân đang bệnh mà. À, mẫu thân dùng thuốc chưa? Chưa, đúng không? Thì con biết liền mà. Thôi, mẫu thân qua đây ngồi đi, để con vô lấy thuốc cho mẫu thân uống. Đây, mẫu thân dùng thuốc đi. Mẫu thân dùng thuốc điều độ thì mới mau hết bệnh được. Được rồi, dạ. Để mẫu thân uống nè. Mà con nè. Dạ. Ở đâu mà con có miếng trầu này vậy? Dạ, dạ, miếng trầu này là tiểu thơ Mai Liên cho con. Mẫu thân biết không, con đi lại con xin tiểu thơ. Cái tiểu thơ cho con liền luôn đó. Tiểu thơ tốt bụng lắm. Mà con đó, con có tình ý gì với tiểu thư không mà con dám nhận trầu của tiểu thư vậy? Dạ, chuyện là do cậu Kiệm với lại cậu Út nhà họ Trịnh, hai cậu xúi con là đi xin trầu của tiểu thư. Mà ai dè tiểu thư cho thiệt luôn. Mẫu thân có biết không, tiểu thư Mai Liên á hả? Đẹp mà lại còn hiền lành nữa, tính tình còn rất dịu dàng nữa. Con không biết đó thôi, chứ ông Quận Nghĩa dùng cách này để kén rễ đó con. Những người mà họ tới xin trầu á là những người họ muốn cầu thân với nhà ông Quận. Ủa, vậy hả mẫu thân? Vậy có nghĩa là con đã ngỏ ý cầu thân với tiểu thơ Mai Liên. Và tiểu thơ Mai Liên đã chấp nhận. Dạ, mẫu thân, bây giờ mẫu thân uống thuốc đi. Mẫu thân uống hết thuốc đi, để mau hết bệnh. Để mai mốt á, mẫu thân qua làng bên để họ cưới tiểu thơ Mai Liên cho con nha mẫu thân. Mẫu thân chỉ e là... Mẫu thân, tuy là mẫu thân chưa thấy mặt của tiểu thơ, nhưng mà khi mẫu thân gặp rồi á, chắc chắn mẫu thân sẽ thích mà. Tiểu thơ Mai Liên á, là một người rất là đẹp người, mà đẹp nết nữa, là tốt bụng hiền lành lắm. Ý của ta không phải là nói tiểu thư không tốt, nhưng mà ý của ta ở đây á là nhà mình thiếu trước hụt sau. Rồi mình lấy cái gì mà đi hỏi cưới tiểu thư đây con? Mẫu thân, vậy coi như nãy giờ con chưa nói gì hết đó nha. Chẳng qua tiểu thư chỉ tốt bụng rộng lượng, sẵn lòng cho miếng trầu cho bất kỳ ai đến xin mà thôi. Vậy con chắc sẽ không nghĩ tới chuyện cưới xin nữa đâu. Bà kia, làm gì mà thập thò ngoài phủ hoài? Đây là phủ của quan không được vào. Dạ, tôi không nói giấu gì chú lính. Nhà tôi ở làng bên. Dạ, bữa nay tôi qua đây, tôi có chuyện muốn thưa với ông Quận. Ông Quận ở đây... dạ, dạ thôi, tôi xin phép về. Mấy chú đừng làm khó tôi tội nghiệp. Chuyện gì mà ôm sòm ở ngoài vậy? Mấy đứa bay, cho bà ấy vô đi. Dạ. Dạ
Dạ, dạ thưa ông quận. Dạ, tôi ở làng bên. Mời bà lên đây. Dạ. Có chuyện gì nói ta nghe. Dạ, dạ thưa ông quận, tôi có chuyện đường đột muốn xin thưa với ông. Nếu có điều chi không phải, mong ông thương tình bỏ qua cho. Ta là người rất là bình dân, bà có chuyện gì cứ nói. Dạ là sáng nay thằng con trai tôi nó có tới xin trầu của cô tiểu thư Mai Liên. Sáng nay con gái ta có qua làng bên để làm cái lễ phát trầu. Trai tráng ở trong làng này ai cũng có quyền xin trầu. Vậy là con trai của bà bị từ chối rồi phải không? Vậy thì bà còn đến đây để làm gì nữa? Dạ, dạ thưa. Dạ thưa đây. Đây là miếng trầu của tiểu thư Mai Liên đã tặng cho con trai tôi. Và dạ, có phải như vậy là tiểu thư đã đồng ý hứa gả cho con trai tôi không thưa ông? Cái miếng trầu này thì để ta hỏi lại coi. Mai Liên con ơi, Mai Liên. Dạ, phụ thân gọi con. Nè, bà lão này đem cái miếng trầu này, con nhìn kỹ coi, đâu phải cái miếng trầu con tìm phải không? Dạ đúng đó phụ thân. Thấy chưa, con gái ta nói đâu phải miếng trầu của nó đâu. Đây là miếng trầu mà chính tay con tên và đã trao cho chàng. Con thiệt à? Con gái của ta nó có tánh thương người, ai sinh thì nó cũng có thể cho hết đó. Nhưng mà cái chuyện cưới sinh là cái chuyện hệ trọng cả một đời người. Thôi vậy đi, mà coi như là miếng trầu này không phải là của con gái ta là mà, được rồi. Thôi bà đi về thân, đi ha. Dạ mà... Bay đâu tiễn dạ, bà nè. Ta có khách, bà đứng qua một bên đi. Dạ, dạ. Xin kính chào quận công. Mời chào, mời vô. Chào Mai Liên. Mời ngồi. Dạ. Ê chà. Sao hôm nay có chuyện gì mà thân chinh qua đây vậy? Dạ, dạ quận công. Dạ chào Mai Liên. Con à, con hãy chào ông bá hộ với cậu Hai Kiệm đi. Con chào ông bá hộ. Chào cậu Hai Kiệm. Xin mời. Dạ. Sao hôm nay có chuyện gì quan trọng mà qua đây vậy? Dạ, nói gần nói xa không qua nói thật. Chuyện nó là gì? Không biết thằng Kiệm con trai nhà tôi nó đã từng gặp tiểu thư Mai Liên con gái của quận công hay không? Mà nó về tới nhà nghe, nó nặng nặng một hai đồ tư qua đây để đánh tiếng với quận công. Là nó muốn cưới con gái của quận công về làm vợ đó quận công à. Dạ thưa nhạc gia, đây là chút đồ lần đầu tiên con ra mắt nhạc gia. Con làm cái gì vậy? Quận công chưa gả con gái cho con mà tự nhiên con gọi quận công là nhạc gia ngọt như mấy lùi quá vậy? Không sao, không sao, cứ để con cháu nó tự nhiên. Dạ tạ ơn quận công, coi như có chút quà món của ít lòng nhiều. Thôi mà, bạn đồng liêu với nhau. Dạ. Mày đặt chi vậy không biết nữa. Dạ phải có mới được chứ. Coi bộ cũng nhiều dữ à ha. Dạ hơi nặng. Nói cũng không giấu gì với ba hộ. Dạ. Con gái của mình lớn lên là phải có chồng. Dạ đúng. Cho nên tôi cũng để cho nó tổ chức cái lễ cho trầu. Dạ. Nhưng mà cái chuyện đời người con gái chỉ có một lần thôi. Dạ đúng rồi à. Đó. Nhưng mà bây giờ cha con bá hộ qua đây thì tôi cũng phải nể mặt chứ. Dạ tạ ơn quận công. Bây giờ để tôi tính vậy đi. Phụ thân. Phụ thân không thể nuốt lời. Con đã có người thương của mình rồi. Con đã trao cho chàng miếng trầu do chính tay con têm, có nghĩa là con đã chọn chàng làm phu quân kiếp này. Phụ thân đừng biến con trở thành người bội ước. Im đi. Áo mặc xong qua khỏi đầu, để chuyện đó cha tính. Quan trọng là cái chuyện người lớn mình mà. Dạ đúng vậy. Bây giờ tôi tính vậy đi. Tôi sẽ tổ chức một cuộc thi, thấy không? Dạ. Điều kiện cũng dễ thôi. Dạ. Nè, nếu mà ai làm cho gia đình của tôi mà sợ hãi, thiệt là tột cùng luôn.
nghe không? Coi như là quá trời sợ luôn á. Dạ. Rồi làm một chuyện nữa là làm cái chuyện gì mà cho gia đình của tôi nghĩa là cười te tét luôn, cười nghe còn hơn là thọt cù lét nữa đó. Đó, người đó sẽ đủ điều kiện tôi chấm đậu để gả con gái tôi cho, được không? Dạ, ta ơi, quận công à, nói về cái điểm đó là con trai của Hạ Thần coi như là số 1 đó. Ráng nghe con. Dạ nhạc gia. Nhạc gia cứ ra đề đi ạ. Miễn là không có liên quan đến chuyện học hành thi cử thì con đây xin được lo hết. Được rồi, thằng Kiệm này coi bộ nó kỵ ba cái chữ quá. Dạ. Thôi được rồi, nè bà kia. Dạ. Bà có nghe điều kiện ta ra chưa? Dạ nghe. Ta cho mẹ con bà một cơ hội đó. Nếu như thi cử mà con trai của bà nó có tài năng thực hiện đủ hai điều kiện đó cho gia đình ta, ta sẽ gả con gái cho, nghe chưa? Dạ, tôi rõ rồi ạ. Bày đầu. Dạ. Tiễn khách. Dạ. Mời, mời, mời. Mời ông ngồi. Dạ, đàn dạ. Đạo tiếp. Dạ, dạ. Con, rót ly nước mời ba hộ với anh đi con. Dạ. Dạ mời. Mời, mời, mời. Dạ mời. Tại thấy giống quá. Ê, nè nè. Ê, công nhận Quỳnh giống ma thiệt. Kỳ này ta cho cả nhà nó, từ bé tới lớn, từ trong ra ngoài, sợ xanh mặt luôn. Nhưng mà nè, nhớ nghe, phải làm cho họ sợ xanh mặt đó. Rồi rồi rồi, bây giờ Quỳnh cứ nghe ta. Một lát nữa Quỳnh Quỳnh núp ở đằng sau cái cây này nè. Nhớ là phải cẩn thận, có để cha phát hiện nghe chưa. Khi mà Quỳnh thấy người á thì Quỳnh làm cho họ giật mình, rồi họ sẽ la lên cô ma, cô ma. Đi đi. Ma. Chạy đi, chạy đi. Cứu mình đây. Con không phải. Ủa? Dạ. Cậu Kiệm sao vậy? Dạ, con chào nhạc phụ. Ta chào Mai Liên. Dạ, thưa nhạc phụ, chẳng qua là mấy ngày nay con đi tìm cái kế để làm cho gia đình mình vui. Gia đình mình sợ. Dạ, nhưng mà chẳng may con gặp xui xẻo nên con bị trọng thương. Vậy cái tay con bây giờ vẫn còn đau. Tội nghiệp hơn. Dạ. Cho nên bây giờ con nghĩ là con không có đủ can đảm để mà con làm cho gia đình mình sợ được. Con chỉ cố gắng làm cho gia đình mình vui thôi à. Vậy à. Mà nhạc phụ ơi, con có cái kế này muốn nói cho nhạc phụ nghe. Lên đây. Lên đây nói nhỏ ta nghe coi. Dạ dạ. Thằng Đậu nhạc phụ. Con nghe đồn là nó đang mần một con dê. Nó làm nhiều món lắm. Nó đem qua, nó mời nhạc phụ và Mai Liên á. Nhưng mà nhạc phụ đừng ăn nha. Sao vậy? Con dê nó không được sạch. Vậy với à? Lại nó làm nhiều món không có ngon, mà không có bổ. Đúng. Không ngon. Ăn vào nguy hiểm lắm. Dạ. Ta biết rồi. Dạ, nhạc phụ biết không? Ngày mai á, con cho gia đình qua. Nó đem toàn là những đồ quý hiếm không hả? Cho nhạc phụ tẩm bộ. Thôi được rồi, cảm ơn trước nha. Dạ. Con còn gì nói nữa không? Dạ không, chắc con xin phép.
con về. À, thôi được rồi. Dạ. Con về mà an dưỡng cho nó mau lành bệnh. Dạ, nghe chưa? Dạ. Ừ, cảm ơn con nha. Dạ, con về nha nhạc phụ. Dạ. Phụ thân, con nghĩ là phụ thân nên hủy bỏ cuộc thi. Con nói gì kỳ vậy? Ra đây nói chuyện cha nghe. Lời nói của cha là lời nói của người lớn, như là đinh đóng cột, sao cha nuốt lời được? Thưa phụ thân nói vậy con rất mừng. Vậy có nghĩa là lời nói của phụ thân rất quan trọng. Chứ sao? Không thể nào thay đổi. Ừ. Vậy con xin phụ thân hãy giữ đúng lời hứa trước đây. Lúc nào cha cũng giữ lời hứa hết. À. Con trao miếng trầu do chính tay con tên cho ai thì con sẽ là nương tử của người đó. Sao nhắc hoài chuyện đó vậy? Hồi đó khác, bây giờ khác rồi, con không thấy sao? Cái thằng đó, nó nghèo, nó hèn quá trời, sao được con? Giàu nghèo đâu có phải là thước đo hạnh phúc đâu phụ thân. Nói vậy sao được, do cha thực tế à, ha? Cha vì hạnh phúc của con, vì tương lai của con sau này, cha mới làm vậy, con biết chưa? Nhưng mà bây giờ Kiệm công tử cũng bỏ về rồi mà. Không được, cha nói không là không. Dạ. Thưa ông, con thiệt lòng là yêu thương tiểu thơ Mai Liên. Con xin ông hãy mở lượng hải hạ mà đồng ý tác hợp cho hai tụi con. Xin ông quận đồng ý. Không có đồng ý, không có tác hợp, không có hải hạ, không có hà bá gì hết trơn á. Ta nói không là không. Dạ. Phụ thân. Gì vậy? Con xin phụ thân tác hợp cho hai con đi mà. Dạ đúng rồi thưa ông. Ta nói không là không. Con là người đã chọn chàng và trao miếng trầu cho chàng, có nghĩa là con đã chọn chàng làm phu quân cả đời. Còn tên kia? Dạ. Con gái của ta, nó nhẹ lòng, nó tin người lắm. Còn đối với ta là không là không. Nghe rõ chưa? Dạ, nhưng mà con thương tiểu thơ Mai Liên thiệt. Không có nhân nhị gì hết. Trừ khi nào ngươi, ngươi trải hết chiếu qua ở làng này, may ra ta mới bước tới, chưa chắc nữa. Nhưng mà thưa ông quận, nhà của con nghèo lắm, con đâu có ngân lượng của cải gì đâu mà trải chiếu qua. Ừ. Dạ thưa ông. Khi nào mà ông có thời gian, con mời ông đến tại xá của con. Cái gì? Dạ. Tại xá của ngươi hả? Dạ đúng. Nói rồi. Ra là ta biết liền. Có chữ tại xá là biết rồi, là nhà quá xá tệ đúng không? Đừng có mong. Ông ơi là ông. Con gái nhà mình đã quen sống trong nhung lụa rồi, bây giờ ông đuổi nó đi thì nó biết sống làm sao đây? Sống sao kệ nó. Ý nó muốn như vậy thì nó cứ đi. Còn bà thương nhớ nó phải không? Lấy quần áo gói rồi đi luôn, được không? Thưa phụ thân. Gì? Sẽ có một ngày con sẽ trở lại thăm phụ thân. Hả? Con quyết định rồi phải không? Chiếu hoa sẽ trải đến quận đường. Phụ thân mẫu thân bảo trọng. Con gái bất hiếu. Bên đó sinh sống, ăn uống cực khổ, nhạt nhẽo thì còn có cái để mà dùng. Mẫu thân không có gì hết, chỉ có hũ muối này. Đó là tất cả tấm lòng của mẫu thân. Con hãy nhận lấy đi con. Mẫu thân, con ráng giữ sức khỏe nha. Nàng đừng buồn, ta sẽ lo cho nàng.
vàng đem ra chợ bán, nhớ đi cẩn thận nha. Dạ. Nhớ về sớm với ta. Chàng ở nhà cứ yên tâm học hành nha. Ừ, ta biết rồi. Muội đi đây. Tạm biến nữa đi. Dạ. Rau này mẫu thân. Cảm ơn con. Quên ăn thêm nữa nha. Nè. Được rồi. Nè ăn đi. Cũng ăn đi. Đây. Này ăn đi. Dạ.
Chàng vào ăn cơm đi. À, Mai Liên, đa tạ nàng đã lặn lội cực khổ ở đây với ta, cực thân cho nàng quá. Muội nguyện theo chàng cả đời, muội sẽ thay chàng chăm sóc cho mẫu thân. Chàng cứ an tâm mà học hành nha. Chuyện nhà muội sẽ thay chàng gánh vác. Ngày mai ta lên kinh ứng thí, nàng ở đây đợi ta trở về. Ừ. Ta hứa với nàng khi ta công thành danh toại, ta sẽ đưa nàng về gặp phụ thân của nàng. Nàng hãy yên lòng chờ ta. Muội tin chàng mà. Mình vào ăn cơm thôi. Sao vậy? Trả lời con đi mà mẫu thân. Sao tay chân lạnh ngắt vậy? Mẫu thân, mở mắt ra nhìn con đi mà mẫu thân. Mẫu thân, mẫu thân ơi, mẫu thân, mẫu thân, mở mắt ra nhìn con đi mẫu thân. Trả lời con đi mà mẫu thân. Thân ơi, người hãy phù hộ cho chàng quan trường đổ đạt, áo gấm về làng. Lo 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 lo, quan trạng về làng, mau mau nghênh đón. Lo 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 lo. Mẫu thân ơi, Mai Liên ơi. Mẫu thân ơi, Mai Liên, ta về rồi nè. Mai Liên. Chàng dinh quy bái tổ. Đúng rồi, ta đã đổ trạng nguyên như lời ta đã hứa với nàng và mẫu thân. Ta đã... Mà nàng ở đây, còn mẫu thân ở đâu? Sao ta không thấy? Mẫu thân trong nhà đúng không? Để ta vào trong. Mẫu thân ơi, con về rồi. Mẫu thân, mẫu thân ơi. Mai Liên, mẫu thân đâu? Sao lại không có trong nhà? Hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao nàng lại khóc? Mẫu thân. Hả? Nàng nói ta biết đi, mẫu thân đâu rồi? Người mất rồi. Không, không phải. Muội nói thiệt mà. Mẫu thân ta không mất. Mẫu thân ở đâu? Mẫu thân ơi, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân ơi, mẫu thân đã cực khổ một đời vì con,
Này, con đã công thành danh toại, tại sao người lại bỏ con đi vì mẫu thân? Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân ơi, mẫu thân, đừng bỏ con mà, đừng bỏ con đi mà, mẫu thân. Dạ, con chào thầy. Xin chào quan tân cả. Kỳ thầy, thầy đừng có làm như vậy. Con vẫn là thần đậu, là đứa học trò nghèo của thầy, được thầy dạy dỗ uống nắng. Con lớn lên người và trưởng thành là nhờ những con chữ mà thầy cho con. Con giỏi lắm, con đội ơn thầy. Đúng rồi, đây là chút lòng thành con mang từ kinh thành về, con xin biếu thầy. Thầy đã tạ. Dạ. Các ngươi lui đi, con ngồi đi. Dạ. Dạ. Đó. Ông ngồi đi ông. Dạ thưa nhạc phụ đại nhân, hôm nay con đường đường chính chính đưa nàng Ma Liên trở về thăm nhạc phụ bằng danh phận được vua ban. Mong nhạc phụ nhận con làm hiền tế. Dạ thưa phụ thân, mẫu thân, con gái bất hiếu trở về thăm nhà, xin phụ thân tha tội và chấp nhận phu thê chúng con. Đứng lên đi. Đứng lên đi con. Hôm nay là ngày vui, bỏ qua, bỏ qua hết. Các con thấy vui là được, phải không bà? Ta và bà sẽ không có trốn dung thân, hiểu chưa? Không lẽ đến lúc đó ta và bà ở đây chờ chết hay sao? Nhưng mà ông không thể làm như vậy được. Phận bày tôi, cho dầu có chết con phải giữ ý chí của một trung thần. Có như vậy thì đời sao mới kính nể. Bà im miệng đi. Phận quân không, bà biết cái gì mà xen vào chuyện triều chính của ta hả? Nói như vậy ông vẫn không hồi tâm chuyển ý hay sao? Đúng. Ta không biết từ lúc nào bà lại dám xen vào giải khôn ta về việc triều chính. Ông à, dẫn nước đang lâm nguy, tôi đã hết lời khuyên lơn, vậy mà ông vẫn một mực khăng khăng. Nếu đã như vậy rồi thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ lên trình báo chuyện này cho hoàng thượng để người được rõ. Đứng lên! Dám! Dám đấu với hoàng thượng ha! Thả mẫu thân ra! Thả ra! Ông ơi, bỏ bà ra đi mà! Thả ra! Ông ơi, đừng mà ông ơi! Thả ra đi! Bỏ bà ra đi ông! Thả ra! Ông ơi, đừng mà ông! Đừng mà ông, bỏ bà ra đi ông! Để con chạy chân người ra ngoài! Đánh nó 100 heo! Bóng cậu ra khỏi phủ ta! Để lên! Bà có sao không bà? Bà ơi! Mời bà! Dạ mời bà! Bà ơi! Bà ơi! Bà ơi! Tha cho mẫu thân đi mà phụ thân! Con cầu xin ông! Xin ông hãy nghĩ tới tình nghĩa mà tha cho phu nhân lần này đi ông ơi! Thả mẫu thân ra đi mà! Đánh ra! Ngươi! Hãy đem công tử vào trong! Để lên! Dạ dạ! Đánh ra! Mẫu thân!
Sao ngươi lâu dữ vậy? Dạ, thưa sứ giả, tại hạ bái kiến sứ giả. Có ai theo dõi ngươi không? Dạ không, tôi kính đáo lắm. Dạ, xin sứ giả cứ yên tâm. Dạ. Vậy tại sao ngươi lại muốn giúp ta đánh thắng quân của ngươi? Dạ, sứ giả hiểu cho. Dạ, người khôn thì bao giờ cũng biết đâu là minh chủ à. Dạ, tại hạ nhỏ bé, chỉ mong góp một chút sức mọn của mình. Mong sứ giả để ý tới và giúp cho tại hạ. Tại hạ sẵn sàng làm trâu làm ngựa. Sứ giả muốn gì tại hạ cũng làm hết. Làm sao tôi tin lời ngươi được? Thật nói thiệt á, sứ giả kêu thần làm gì thần cũng làm hết trơn hết trọi á. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Dạ, tại hạ chỉ mong là sau khi ngài đã thôn tính tiểu quốc thì sứ giả để mắt tới gia đình thần và thần là được rồi. Được. Dạ. Dạ. Phụ thân, thả mẫu thân ra đi phụ thân. Phụ thân, phụ thân đánh ơi à. Đi vô phòng trong mà ngủ. Ta phạt ngươi không được gặp ai hết. Không được, bây giờ con muốn gặp mẫu thân. Bây giờ con phải gặp mẫu thân. Bất cứ đi. Công tử có sao? Đem nó vô trong phòng, đóng cửa lại. Rồi là nó khóc, mặt sát nó, nhảy lên. Đại nhân, ngươi muốn đi theo cái người chống lại ta bội bạc bất kỳ đó ha? Được, mày đâu? Dạ. Phụ thân. Dạ, dạ, đem nó vô. Phụ thân. Phụ thân. Còn nhà ngươi tự. Dạ. Đóng cho ta một cái rõ. Dạ. Đại nhân ơi, đại nhân, công tử còn nhỏ lắm đại nhân ơi. Còn ngươi biết cái gì? Đi vô trong. Cầu xin đại nhân mà đại nhân ơi. Sao? Chừng nào á nhà ngươi mà ngoan á, nghe lời của ta ha, quên cái người mà chống lại ta đi, hãy quên mẫu thân của ngươi đi, thì ta sẽ cho ngươi theo ta. Còn không hả, ta nói với tụi nó quăng nhà ngươi xuống sông, hiểu chưa? Giờ sao? Con muốn đi tìm mẫu thân. Tìm mẫu thân hả? Được, cứng đầu hả? Lại đây. Dạ. Ta chỉ nói vậy thôi, ta hù để cho nó sợ, nó hối lỗi, nó nghe lời ta, hiểu chưa? Dạ. Ta nói với nó là bỏ nó vô cái rọ để bỏ nó xuống sông. Dạ. Ngươi nhớ là làm nhẹ nhẹ thôi nghe chưa? Dạ. Để cho nó sợ hả? Dạ dạ. Nó hối lỗi rồi thì đem nó về phủ của ta, nghe chưa? Dạ. Ngươi nhớ đó. Dạ. Làm đi. Đem công tử vô. Chắc con muốn làm gì? Đi. Không, vô. Ta không vô đâu. Ê. Ta không vô đâu. Công tử ơi. Các người nhảy xuống cứu công tử đi. Nhanh lên. Công tử ơi, đừng làm tôi sợ mà công tử. Công tử ơi là công tử. Cái này cũng không có. Công tử ơi, ngươi đừng kiếp lòng nữa đi. Công tử có chuyện gì nữa? Nhanh lên, đi đi. Công tử ơi là công tử. Ra tiền bằng kế đi. Sao ta nói mà ngươi không nghe? Nhanh lên. Công tử ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chết trôi nè. Không biết sao mà nó bị chết đuối quá. Bà nhìn thử coi có quen không? Trời ơi, ai mà ác nhân ác đức vậy nè, hại chết một thằng nhỏ như vậy nè trời. Sáng sớm thì lão Tứ phát hiện được xác của cậu bé ở gần sông á. Trời ơi, ác nhân thiệt. Đúng rồi đó, ác coi nhân bộ thiệt. Cũng quần áo giải gắm thượng hạng á, chắc là con nhà quyền quý á bà ơi. Đúng rồi đó, không biết sao lại bị vậy nữa. Không biết nó còn ai nữa. Cứu tôi.
Ba, con từ đâu tới? Con cho ta biết nhân thân của con được không? Dạ thưa ba, con, con chính là phu nhân của một vị quan to trong triều. Nhưng vì xảy ra mâu thuẫn mà con bị tống ra khỏi phủ, nên giờ con không có nơi nương tựa, con không biết nơi nào để đi hết. Con sắp đuối sức kiệt hơi, mai nhờ mà gặp lão bà ở đây. Con xin lão bà hãy rủ lòng thương cho con có nơi nương náu. Con thề là con không làm liên lụy tới bà đâu. Nếu bà lo sợ thì con sẽ rời khỏi nơi đây lập tức. Con sẽ đi ngay. Thị Râm, cho ta hỏi, con có một bé trai nhỏ phải không? Dạ đúng rồi, sao bà lại biết? Không biết nó là con nhà ai ở đâu nữa. Cải, Cải ơi, Cải. Ủa, bà ta là ai vậy? Thấy mà đau lòng. Tôi cũng không biết nữa. Cải ơi, Cải ơi, mẫu thân không muốn con xa mẫu thân đâu. Tại sao vậy hả Cải? Mẫu thân xin lỗi con Cải ơi. Cải ơi, Cải, tại sao vậy? Cải ơi, tôi nghiêm con trai tôi. Mẫu thân xin lỗi con. Mẫu thân xin lỗi con Cải ơi. Cải ơi, con không sợ cô đơn đâu. Mẫu thân sẽ đi theo con. Mẫu thân sẽ đi theo con Cải ơi. Con ơi, Thiếp ơi, Thiếp mình tỉnh lại đi. Thiếp, con ơi, con đừng có nghĩ quẩn như vậy. Việc cần làm trước mắt á là hãy lo cho nó đàng hoàng, màu yên mã đẹp, để cho nó được siêu thoát con ơi. Cải ơi, Cải ơi, Thiếp ơi, bình tĩnh đi. Thiếp, Thiếp ráng giữ sức khỏe để còn lo hậu sự cho con mình nữa. Thiếp ơi. Lắm phải không con? Để mẫu thân kể chuyện cho con nghe nha. Ngày xưa có hai mẫu tử, đứa con trai lúc nào cũng quấn quýt bên mẫu thân của mình. Tôi chuyện này buồn quá, để mẫu thân kể cho con nghe chuyện khác nha. Cậu bé Cải là một cậu bé thông minh, biết vâng lời mẫu thân. Sẽ không bao giờ rời xa mẫu thân mà Cải. Tại mẫu thân có lỗi, mẫu thân đã bỏ con ở lại đó một mình. Cải ơi,
lạnh lắm phải không? Để mẫu thân sưởi ấm cho con nha. Con trai bé bỏng của mẫu thân. Gió đưa cây cải về trời, rau răm mở lại, chịu đời đắng cay. Chào thím. Tôi nhớ ra thím rồi. Thím có phải là mẫu thân của cậu bé bị trôi sông hôm bữa không? Dạ đúng rồi. À, rằm tháng này làng mình có tổ chức lễ hội xóa tội vong nhân á. Thím tới đó cầu siêu cho bé nha. Con cũng tới đó cầu siêu cho phụ mẫu của con á. Thiệt sao cô nương? Thím nhớ tới nha. Nhất định tôi sẽ tới. Đa tạ cô nương. Dạ. Dạ chào cô nương. Dạ con chào thím con đi. Dạ. Sắp tới ngày xóa tội vong nhân, ta có thể cầu nguyện cho thằng cái được rồi. Dạ, ông muốn mua gì ạ? Ta đây chẳng bán buôn gì, ta đây chỉ muốn giúp người cô đơn. Nhưng mà ông là ai? Ta chính là thầy đồ tế. Là thầy đồ tế? Đúng. Thầy làm được những gì? Ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mọi thứ ta đều làm được cả. Vậy thầy có thể gọi hồn người đã khuất về nói chuyện được không? Dĩ nhiên là được rồi. Nó quá đơn giản đối với ta. Vậy hả thầy? Thầy tốt quá. Thầy có thể giúp tôi được không? Được. Bà hãy mau đi theo ta. Dạ dạ. Ừ. Dạ, đây là mộ con trai tôi nè thầy. Để đồ đó, ta sẽ làm phép cho mộ của con bà. Xong rồi đó, con bà nó sẽ được siêu thoát. Dạ thầy ơi, thầy có thể gọi hồn về để mà cho tôi được nói chuyện được không thầy? Được được. Lần này ta sẽ gọi linh hồn của con bà về được chưa? Dạ, tôi đã tạ thầy nhiều. Công ơn này tôi không biết lấy gì để đền đáp. Thầy nhận tôi một lại để gọi là đền đáp. Đừng 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 bà đừng có làm như vậy. Đừng làm như vậy. Thầy làm cái gì vậy? Thương bà mà. Thầy làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đừng có giả dụ như vậy. Ta đã chú ý đến bà lâu lắm rồi. Ta chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Hôm nay bà nhất định sẽ là người của ta mà thôi. Lại đây. Bắt người ta cứu tôi với. Đừng có la mà. Con ở đâu vậy? Có phải con không cãi? Ai vậy? Ai? Là ai? Đừng có hù ta. Ta không có sợ đâu. Thầy im. Bà bảo im lặng. Bà là ta giết bà. Người ta. Con đâu rồi cãi? Ai? Cãi ơi. Là ai? Cãi ơi. Ai đó? Ba người ta.
Buông tay chưa, tình vàng ái lấy tình vàng chết này. Ai đâu á? Chết nè. Thiếm ơi, thiếm có sao không vợ? Tôi không sao. Tụi con đã chờ tới ngày bắt được tên thầy tế gian xảo đó lâu lắm rồi đó. Đa tạ cô nương nhiều. Bây giờ thiếm về nhà đi, trời khuya lắm rồi đó. Không, tôi không về đâu. Tôi phải ở đây với thằng cái. Con tôi nó lạnh lắm, tôi không thể bỏ nó về được. Thôi. Cô đừng về đi, tôi đa tạ cô nương nhiều. Tranh thủ về sớm nha thiếm, nguy hiểm lắm đó. Tôi biết rồi, đa tạ cô nương về đi. Dạ. Giờ đã bị nhớ nhất, làm sao mỗi thân có thể sống nổi hả Cải ơi? Mẫu thân không thể vuốt ve con bằng bàn tay và hành hạ nhớ nhớp này nữa. Mẫu thân không xứng đáng. Cải ơi, bà có thấy thị Râm ở đâu không? Dạ đã dạ không, tôi không thấy. Bà ơi, mua rau đi bà. Thẩm ơi Thẩm, Thẩm có thấy thị Râm ở đâu không? Tôi không thấy. Bà ơi, mua rau đi bà. Cô nương dạ. À, cô có thấy thị Râm ở đâu không? Ủa, vậy thím Râm không có nhà hả bà? Từ tối giờ không có thấy nó, bà không biết nó đi đâu nữa. À, hồi tối con thấy thím ở ngoài mộ của con trai thím á. Con thấy thím khóc nhiều lắm. Con kêu thím về sớm đi, trời cũng khuya rồi. Nhưng mà thím không có chịu, không biết có ngủ quên ở ngoài hôn nữa. Trời ơi, chết rồi. Cái cây này ngộ thiệt, hồi nào giờ không có thấy à. Tại sao nó mọc ở đây mà lại có mùi hương khác nữa? Tại sao nó mọc ở đây? Không lẽ có chuyện gì đó?
hỏi nhờ với. Cô cho tôi hỏi là sao làng mình thấy vắng vẻ quá vậy? Làng tôi á đang bị dịch bệnh, người dân trong làng á cứ đau ốm vài hôm là lăn ra chết à. Kể cả thầy Lan cũng không còn ai sống sót để chữa bệnh cho dân hết á. À, tôi là thầy Lan này cô. Cô có thể nào dẫn tôi đi gặp người bệnh để tôi chữa bệnh cho họ được không cô? Nhưng mà quên tự đi đi, tôi không dám đi đâu. Tôi là thầy Lan mà, trách nhiệm của tôi á là đi khắp nơi để cứu người. Cô giúp tôi được hay không? Ừ, dạ thôi. Bà bị sao vậy bà? Không có gì đâu. Bà ơi, bà bị sao đừng vậy bà? Đừng hỏi tôi gì hết. Đừng hỏi tôi gì hết. Bà, bà ơi bà. Bà cho tôi hỏi, bà bị làm sao vậy? Tôi là thầy Lan. Không, gia đình tôi mất hết rồi, tôi không còn gì nữa. Bà. Mất hết rồi, mất hết rồi. Tuy không biết rau này là rau gì, cũng có thể là một loại rau lạ, nhưng cũng có thể là một loại thuốc quý. Nếu là thuốc quý, xin hãy cho thầy Lan ta một ít để bào chế thuốc để cứu chữa cho dân làng. Đúng rồi, đúng thật, đây là một loại thuốc quý. Con xin đa tạ, con xin đa tạ, con xin đa tạ. Dạ, con tạ ơn trời, trời cao đã có mắt. Lần này dân làng đã được cứu sống rồi. Bà đâu? Bà đâu? Dạ dạ dạ. Bà đâu? Còn đây ông ơi. Chuẩn bị tương trang, chuẩn bị tương trang, lại lên. Dạ. Đưa cái áo cho ta. Dạ. Lại lên, lại lên. Làm cái gì mà lâu dữ vậy? Dạ nè ông. Gì vậy? Tôi buông ra. Đi vô chuẩn bị tương trang cho ta. Lại lên. Dạ. Dạ bẩm đại nhân, có quan khâm sai đến tìm ngài ạ. À. Cái gì? Ai? Quan khâm sai ạ. À. Quan khâm sai? Dạ. Quan đâu rồi? Dạ ngoài cổng. Ta đây. Ta đây. Dạ. Dạ thần chào quan. Ở bờ sông làng Hạ, dân làng phát hiện một thi thể được xác nhận là công tử Cải, con trai ngươi. À, quan nói gì vậy? Thần không hiểu gì cả. À, chuyện này con trai của thần làm sao ở làng Hạ được? Ta đi dặn các ngươi kỹ rồi mà, tại sao không dẫn con trai ta về mà để nó chạy đi đâu vậy? Hả? Dạ. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Giải thưa không che được mắt thánh, nhưng chướng rành rành, ngươi còn định chối tội sao? Dạ, thần có chối gì đâu. Lắng tai lên, nghe ta đọc cáo trạng đây. À, dạ. Tội thứ nhất, chính ngươi trong lúc nóng giận đã hạ chết con trai mình. Tội giết người phải đền mạng. Tội thứ hai, ngươi phản quốc vong ơn, tướng giặc đã xin hàng, ngươi còn chối được sao? Này giữ yên bờ cõi, phải trừng trị tên gian thần như ngươi. Dạ, dạ, dạ thưa đại quan, quan cho thần lắm, không có phải như vậy đâu. Con trai của thần nó bơi giỏi lắm, nó đang ngủ mà, không thể nào như vậy được đâu. Quan lắm, quan cho thần lắm đại quan ơi. Mày đâu? Dạ, dạ. Vào dẫn hắn đi. Dạ, dạ. Quan, quan cho thần lắm đại quan ơi. Quan cho thần lắm đại quan ơi. Quan cho thần lắm đại quan. Quan cho thần, quan cho thần lắm đại quan ơi. Bà con ơi, hãy tự cứu lấy mình, đây là thuốc miễn phí. Bà con nào bị bệnh lấy thuốc miễn phí đi. Bà con ơi,
Loại rau trên mộ công tử Cải được gọi là rau răm, vì nó mọc lên từ tấm lòng yêu nước, thương con, giữ gìn lễ tiết của người phụ nữ tên là Thị Răm. Mọi người nhớ đến rau răm như một loại thuốc chữa bệnh cứu người. Dân gian còn lan truyền một câu ca để tỏ lòng thương cảm cho tình mẫu tử: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay.